Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại những cái dãy nhà phố thương mại của Becomex Trân Thành Bình Phước, và trục đường Trọng Thơ đang đứng là trục đường D8 rộng 22m giao nhau với trục N3M nha quý vị. N3M là trục đường rộng 16m, và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy những cái dãy nhà phố thương mại của Becomex thì đang được hoàn thiện. Bên này là dãy nhà phố thương mại, nhà ở thương mại, bên này là nhà ở xã hội nha quý vị. Đó, hai căn kia, hai căn nhà đằng trước cho thuê và 6 phòng trọ đằng sau nha. Rồi Trọng Thơ sẽ review ngày hôm nay lối thoát hiểm mà rộng 4m tại Becomex nha, cho chúng ta cùng tham khảo nha. Đây, xin mời cả nhà chúng ta cùng theo chân Trọng Thơ. Trước mắt chúng ta là những dãy nhà phố thương mại của Becomex, và ở giữa những dãy nhà phố thương mại này chúng ta có thể thấy được quy hoạch mỗi bên chừa ra 1m lối thoát hiểm, và ở giữa là 2m nữa, thành là 4m nha quý vị. Đường thoát hiểm ở giữa nha quý vị. Đó, lối thoát hiểm cực rộng, và Trọng Thơ sẽ review cho cả nhà chúng ta cùng tham quan nha. Tham quan lối thoát hiểm này nha. Và Trọng Thơ đang chở một anh review nặng 99 kg, cho nên là cũng hơi lảo đảo tay lái. Chúng ta có thể thấy với cái lối thoát hiểm này thì rộng 4m, và nếu mà chiếc xe hơi như Kia Morning nhỏ nhỏ chúng ta có thể đi qua được này. Và đường lối thoát hiểm này thì được đổ bê tông, và chúng ta có thể thấy những cái căn cửa ở sau này đó. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường sau này đều được nhé quý vị, đều được. Và chúng ta có thể thấy đây đó, 6 phòng trọ, 2 kiosk ở mặt tiền đằng trước là hai căn nhà, và 6 phòng trọ đằng sau thì sẽ đi được sau luôn quý vị, sẽ đi đằng sau này luôn. Đó, với một cái vị trí là cực kỳ đẹp nha quý vị, cực kỳ đẹp. Đó, cực tốt luôn nha quý vị ơi, cực tốt, cực đẹp. Đấy. Đó, lối thoát hiểm cực đẹp nha quý vị. Và chắc có lẽ là Trọng Thơ sẽ phải quay đầu thôi, vì tới đây là không biết còn đi được nữa không. Đó, với lối thoát hiểm 4m này ở Becomex thì khi mà gặp trường hợp như là hỏa hoạn này quý vị, hỏa hoạn mà gặp nạn, hoặc là chúng ta có thể đều có thể di chuyển theo cái con đường đằng sau này. Và mặt tiền đằng trước thì là đường 16m đấy quý vị, và đằng sau là chúng ta có con đường 4m vì mỗi bên 2m. Và đất của chúng ta là vẫn đủ là ngang 5 x 30 nha, vẫn đủ ngang 5 x 30. Với bất động sản nằm trên khu vực này thì với giá tại thời điểm này thì chúng ta có thể đầu tư với cái giá cực kỳ tốt nha quý vị. Thời điểm này giá dao động từ 5 đến 6 triệu một mét vuông. Và đất ở đô thị đó, đây là mặt trước nha quý vị, mặt trước nha. Đây là mặt trước của dãy nhà phố thương mại. Và nãy Trọng Thơ đã review mặt sau cho cả nhà chúng ta thấy rồi. Đó, vỉa hè đằng trước thì chúng ta thấy đấy, mỗi vỉa hè này là 5 mét nha quý vị, vỉa hè 5 mét. Đây là xây tụt vào 5 mét, và vỉa hè 4 mét nó thành ra 9 mét nữa. 9 mét và đằng sau là 2 mét nữa. Là một không gian cảnh quan cực kỳ đẹp tại một khu đô thị cực kỳ thông minh và mới nha quý vị. Khu đô thị mới, thông minh và sạch sẽ tại Becomex Trân Thành Bình Phước. Chúng ta đầu tư bất động sản mà chúng ta chưa biết đầu tư ở đâu cho an toàn, hiệu quả, lợi nhuận tốt và có những cái cảnh quan đẹp như Becomex Trân Thành Bình Phước thì nhớ liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để bên dưới màn hình, hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline 0962 854 858 để chúng ta sở hữu được những bất động sản đẹp nhất, có giá trị kinh tế tốt nhất. Và đầu tư tại thời điểm này là giá trị rẻ hơn thị trường so với cách đây 1 đến 2 năm trước từ 30 đến 40%. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.